con xin ngàn đời nhớ ơn mẹ. Mẹ sinh chúng con, nuôi con nên người, chẳng ngại gian khó. Mẹ thường chở che khi gió đông về. Mẹ là đại dương ấp ôm tình con. Ngày xưa thơ ấu, con đâu nào biết gì. Mẹ luôn lặng lẽ trong muộn phiền đắng cay. Rồi con khôn lớn say mê bao cuộc vui. Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang nhiều lầm lỗi. Mẹ ơi, có biết con yêu mẹ lắm không? Mẹ là giọt nắng xoa tan mọi giá băng. Từng lời mẹ nói ghi sâu trong hồn con. Mẹ ơi, mẹ ơi, con kính yêu mẹ vô cùng. Mẹ hỡi chia tay, nhìn chung nhớ thương mẹ. Mẹ xa chúng con, nhưng trong tim con mẹ còn sống mãi. Mẹ là vầng trăng soi sáng trên trời. Mẹ là niềm tin sức sống đời con. Đặt cái gì luôn, ngay cái mua ngon cái gì luôn. Đó.
Đang chỗ
tình tráng bom mà quyền hưng thịnh xã hưng long ấp nghĩa trang kê thứ ấp mọi niên ngủ ngoạc nhị thập ngũ nhật kiếm gì gia đình tân chủ ấy, nam nữ thiết lệ cung ê tạ phân này mẫu hương báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục ê hương linh chân tiên diệu linh tân ê lương thầy đó pháp danh diệu thần mượn danh giác thần niên hưởng thọ trần thế 72 tuổi quá vạn ngày mùng 7 tháng tự niên ất ngày mùi quyền trên hoàng thiên giới hậu thổ ông tổ đất nghĩa địa nơi này chứng minh gia đình tăng chỗ thiết lệ tạ phần mô dương chi tình thầy liên giới tạm tiền thân công bạn đức lợi nhân tiền cho thân lương địa bồ tát na tăng nam mô đại bi hội tượng phật bồ tát nam mô đại bi hội tượng phật bồ tát nam mô đại bi hội tượng phật bồ tát nam mô thiên nhãn nam mô đại bi tâm đà la ra đắng na ra ya 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 nam mô a di đà bà lo yến đế đức bá ra ya bồ đề năng nhân linh đích biết trích thập phương tinh chuyên câu với tình nguyên trừ linh tơ đàn tràng tất thanh tịnh nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô thập phương thường trụ tam bảo chân minh nam mô hiện thành diện thông tầm tinh cứu khổ chứng minh đệ tử gây pháp danh thể ngân danh nước cam lộ ê có Phật Quan Thế Âm đề tẩy quế phần ngày mộ tà mộ nguyện Long Thiên Bắc Bồ Hộ Pháp thì từ đi chứng minh gia an làm tỏ an làm tỏ an làm tỏ ra nhà bà ra đi 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 ra đi
sang ni ni ta văn đa ta văn đa yên đa ca đi về ta ba áo nguyện cho kiết tường và kiết tường trong kiết tường và nguyện cho thượng sơ ca nhiếp tọ nguyện cho kiết tường và kiết tường châu gia long thai ăn kiết tường nhân thiên thai trong kiết tường và nguyện cho tam bảo thường ủng hộ quyền cho kiết tường và kiết tường quyền cho pháp tường ủng hộ nam mô tiểu thai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu thai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu thai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu thai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu thai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu thai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu thai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu thai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu thai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu thai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu thai giang kiết tường bồ tát Phật Phục Nguyện Kim Vị Gia Đình Toàn Chấu Tiết Lễ Tại Phật Mẫu Ê của Mẫu Thân Lượng Linh Chánh Tiên Diệu Linh Tấn Lương Thị Do Pháp Danh Diệu Thùng Nguyện trên hoàng thiên giới hậu thổ chứng minh nguyện ơn linh quang giáng một phần chứng minh gia lệ phổ nguyện âm siêu dương thời pháp giới nhân thiên tài thành phật đạo Mẹ đi rất xa và rất xa. Mẹ về trên bao la trong vùng sáng lung linh ngàn sao. Lời mẹ ru trên cao, em hãy nghe và dấu lễ chào. Không cho đời. Bao phong ba giờ yên giấc trong hồn lá hoa một đời gian nan qua mẹ ơi khó phai niềm xót xa mẹ về trên trăng sao không còn những lao đao trần gian lời mẹ ru mênh mang con vẫn nghe và nhớ trọn thượng đàng hoàng tội văn tiếu cầu nguyện cho cố hương linh đặc đồ cao siêu kỳ an tăng quyến nam nữ con cháu đại thiều đặng bình an lời lạc nam mô cúng dường thập phương phật nam mô cúng dường thập phương pháp nam mô cúng dường thập phương tăng Yeah.
thế bảy mươi ai tôi quá dạng ngày mùng bảy tháng tư niên ất mùi quyển hương linh vi trí vật tỷ thịnh pháp nghe kinh tốc xa mê đồ xíu thanh tịnh đồ hương linh thái vi phật hương linh thái vi pháp hương linh thái vi tăng hương linh vi phật khỏi đò địa ngục hương linh vi pháp khỏi đò ngà quỷ hương linh vi tăng khỏi đò bàn sanh hương linh cầu xá mỗi bồ tát hương linh phải cầu xá mỗi bồ tát hương linh phải cầu xá mỗi bồ tát ma tát a di đà phật linh tình tiền nghe kinh tăng chủ dị hương linh mẫu thân khởi tăng lễ tam bảo tạ mê bà cơ cây thứ hôm nay ngày 20
tháng năm niên hết mọi kiếm vì gia đình này tan chục cho mẫu thân là hướng linh chánh tiếng diệu linh tân lương thầy đó pháp dân diệu thuận quấn sanh giấc thần niên hương thọ trần thế thất thập nhị tây vạn ư ức mọi niên bị tú trai bằng cung chi ni liền tài án tiền quả tấn cung dường nam mô viên lây nam mô viên trường cái màu tờ nương chư phật nhảy lo hưởng đơn thành niên hương ba nước cơm canh cùng tải nam mô nam mô em quán bỏ bồ tát ma tát triều thịnh hương linh dĩ đăng nhan thọ về lại đưa lại lên đây tấm lương địa bồ tát ma nam mô tam lương địa bồ tát nam mô tam lương địa bồ tát ma tam trời nghi đà sấm ma nghi ngục hương bay hồng một mảnh hương linh ta chơi gì đâu năm cánh trơn mộng trên nội thầm tình này là cưới suối nên đây chúng con nhớ tình mẹ tha thiết các con nhớ nghĩa sanh thành các con biết cả chừng nào gió sông lòng chúng con lại ước mong công dân ba bác vái văn hướng linh mẹ về dùng chứng cho các con cháu đồng quỳ chúng con nguyện hướng linh mẹ về lạc đan hiến phạn bà gia đăng ba ngã gia kiên quang cô đâu ra bên nè chấm sơ từng lễ nhị an nghe nghe nặng quan ba và việc nhận ra âm mấy nghe dạy cô vẫn lời vâng dạy hôm nay ai nhất tâm lễ cũng thường niệm chỉ ra đọc không trái tình Quốc Đồng Nai tỉnh Trảng Bom huyện Hưng Thà Thịnh Xá Hưng Long ấp cư kế thứ hôm nay ngày 25 tháng 5 niên Ất Mùi kiên vì gia đình tan chỗ ê đài tiểu đảng thiết lệ cúng trung thất báo hiếu cho mẫu thân và thiết lệ cung thí cho các chiến sĩ trận dân các đồng bào tử nạn các quan hồn quận tơ phước mặt nơi này về đây thọ tài hưởng thực thịnh thoát nghe kinh tất cả nơi đồ tiên thân tịnh độ độ hộ cho trong ấp trong sớm trên đường đi nước bước gặp nhiều may mắn tay quá nàng khỏi giờ đây đàn thịnh các vị về đây thọ tài hưởng thực thịnh phát nghe kinh tiêu tâm tịnh độ nam mô diệm diêm vương bồ tát nam mô diệm diêm vương bồ tát nam mô diệm diêm vương bồ tát ma tát ngày tăng chỗ thượng hương
ấy thân lễ chư vị phước mặt nơi ở đây ta mê bái nam mô diệm nghiêm vương bồ tát nam mô diệm nghiêm vương bồ tát nam mô diệm nghiêm vương bồ tát tăng manh qua diệm chúng ngã kia thì từ công tứ tự biến tập vương như tiết phật tử cộng viện như thứ công đức phổ cập cư nhất thiết ngã đẳng giữ phật tử giai công thành phật đạo như đẳng ngay hữu tình chúng ngã kia thì từ công tứ tự biến tập vương như tiết hữu tình cộng viện như thứ công đức phổ cập cư như thiết ngã đẳng giữ hữu tình giai công thành phật đạo như đẳng cô hồn chúng ngã kia thì từ công tứ tự biến tập vương như thiết cô hồn cộng viện như thứ công đức phổ cập cư như thiết ngã đẳng giữ cô hồn giai công thành bài phật đạo án một lực lăng ta bà án một lực lăng ta bà án một lực lăng ta bà chuyên độ nhân đạo nhi tấn tô bát chánh đạo chi nhân viên xài tài nhi đất phật thánh thành tài chi công gia đình tăng quyến, tôi thưa lễ kính chuẩn chư tôn đức quan âm a di đà.
Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng. Vào giờ này toàn thể gia đình tăng quyến chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ngài, hôm nay là ngày 26 tháng 5 Nguyên Ất Mùi, cũng là ngày cúng trung thất trai tuần cho cố hương linh Phật tử pháp danh Diệu Thuận Thế Danh Lương Thị Đó, sanh Giáp Thân hưởng thọ trần thế 72 tuổi, đã quá giả ngày mùng 7 tháng 4 năm Ất Mùi. Hôm nay là ngày cúng trung thất trai tuần của hương linh và toàn thể trong gia đình tăng gia hiếu quyến đã hòa hợp cùng nhau thành tâm thiết lễ để báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của người mẹ hiền, và cũng kiền thỉnh chư tôn đức tăng cũng vì lòng từ bi mà hoan hỷ hứa thờ lời thỉnh cầu của gia đình tăng quyến chúng con mà chấn tích quang lâm về tại tư gia của chúng con để chứng minh. Vậy vào giờ này duyên đã đủ, thời đã đến, gia đình tăng quyến chúng con đây đầu bái thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng từ bi quan hỷ quang lâm Phật tiền bạch Phật tùy kinh niệm chú để chú nguyện cầu siêu cho hương linh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đồng nai tân trang bốn quyền
hiện thành ra hưng long ấp cơ kề tư ấp mùi niên tam ngũ ngoạt nhị thập lục nhật kim vì gia đình tan chỗ tình tâm dương ấy đình vạn các con trưởng nam dương đình hoàng đích tôn dương đình vị tứ nam dương đình khánh tứ nam dương đình thuận trường nữ dương thị kim loan tứ nữ dương thị kim minh tứ nữ dương thị kim nguyệt trưởng tức lê à, thị kim loan thứ tức quỳnh thị hoan thư tức ngô thị nguyệt nghĩa tới võ thành sơn nghe thứ a tới võ hồng phước thư tới quyển thắng lời tán chủ nam nữ con cháu đại tiểu đặng thành tâm thiết lại trưởng tính đệ tử chúng con cung đối phật tiền tác lễ bạch phật bốn tụng kinh chú xưng tán hồng danh niệm phật ngõ cúng mà kỳ cầu siêu trung thất chi trai tuần cố hương linh phật tử pháp danh diệu thuận thế danh lương thị đoa quân sanh này giáp thận niên hưởng thọ trần thế thất thập nhị tới vạn ư ất mùi niên tứ hoạt sơ tất nhật bệnh thời lâm trung nguyên quán quản trị trụ quán hưng long hưng thịnh trạng bom đồng nai quyển hưng trên tam bảo mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát Đức Mục Kiền Liên Từ Bi Quan Nghi Phóng Ngọc Hào Quang Di Tiếp Độ Hương Linh lương thị đó phiền não đoạn diệt nghiệp chương báo ân chương quan thiện chương tiêu trừ dứt cảnh coi ta bà tịnh pháp nghe kinh tốc xả mê đồ siêu danh tình đồ nhất thành lưỡng đáp vàng tội băng tiêu kỳ nguyện cho cố hương linh đắc độ cao thiêu kỳ an tan quyến nam nữ con cháu bình yên lợi lạc nam mô ơn cúng dường vô đường thập phương phật nam mô ơn cúng dường vô đường thập phương pháp nam mô ơn cúng dường vô đường thập phương chư hiền thánh tăng nam mô cúng dường tam bảo tất đại chứng minh phật chúng thành tấn thường rộng lắng đào cảm tâm không thể nghĩ bàn lời để trao với đạo tràng mười phương văn bảo hào quang sáng ngời trước bao tỏ thân chúng con hạnh hiền cúi đầu xin thầy nguyện vi nhất tâm đành lễ nam mô tận hư không nhưng tâm đánh lấy nam mô ta bà giáo chú điều ngự đại anh vô hiền bồ tát hộ pháp chữ tôn bồ tát linh sơn thượng mệnh mô thì tâm đánh lấy nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng dương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tiếp theo linh nệ hồn em đi thánh hướng qua triệu thánh nhất tâm phùng thành em anh chánh tiếng diệu linh tâm lương thị đo pháp danh diệu thuận quan danh giác tăng niên hưởng thọ trần thể 72 tuổi ngày mùng 7 tháng 4 niên ất mùi nguyện cho hướng linh quy trí phật tiền thành pháp văn kinh tốc xả mê đồ xíu sanh tịnh đồ hướng linh ơi phải quy phật hướng linh phải quy pháp hướng linh
trái quy tăng hướng linh quy Phật khỏi đò địa ngục hướng linh quy Pháp khỏi đò ngạ quỷ hướng linh quy tăng khỏi đò bằng sanh hướng linh nơi vốn sở tạo chư ba điều nghiệp đều do ba nghiệp mà gây hết thầy hướng linh nay phải cầu sám hối hướng linh cầu sám hối Bồ Tát hướng linh cầu sám hối Bồ Tát hướng linh cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát Ca Di Đà Phật linh tịnh kinh văn Bồ Tát linh Bye.
quyền tội trước mất tiêu trừ. Tay thấy thiên hoa di phụ bảo hóa tai kiến Phật ngộ vô sân. Hoàng tội Bồ Tát di bằng ngộ quyền di tử cấm bơ bồ cập bơ dương tiên. Nhà đàn như chúng sanh la giai công làm Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vụ Thượng Quốc Tới Dân An Thiên Hà Hội Băng Tiêu Kỳ Cầu Nguyện Trưởng Linh Nơi Đương Thị Đoá Pháp Danh Diệu Thượng Đất Đồ Cao Siêu Kỳ An Tăng Quyên Nam Nữ Con Cháu Đại Thiều Đăng Bình An Lợi Lạc Vô Nguyện Âm Siêu Dương Thành Này Ngà Thanh Pháp Giới Chúng Sanh Tề Thành Công Đạo phía trước ngồi bàn dùng nước giải lao với gia đình tăng quyến chúng con A Di Đà Phật. Tăng quyến chúng con thiết lễ cây đường và trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm đây đầu bái thỉnh chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng từ bi quan hỷ qua long cây đường cho gia đình tăng quyến chúng con tác pháp cúng dường trại tăng chư hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Từ hôm nay A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng, chứng minh chúng con cũng biết rằng cây có cội mới trổ cành nảy nhánh, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Phàm là người ai cũng có tổ tâm, bổn phận là con phải biết công ơn sanh thành. Chính vì thế hôm nay là ngày 26 tháng 5 Nhiên Ánh Mùi, là ngày cúng trung tất trai tuần cho phố Hương Linh. Phật tử Pháp Danh Diệu Thuận, thế danh là Đương Thị Đó, quá giảng ngày mùng 7 tháng 4 Nhiên Ánh Mùi. Hôm nay toàn thể gia đình tăng quyến đã hòa hợp cùng nhau thành tâm và thiết lễ và trường thịnh. Chư Tôn Đức cũng chẳng quản quý ngài, cũng chẳng quản đường xã xa xôi, Phật sự đa đoan, cũng như trong mùa ba tháng an cư kiết hạ cấm túc, an cư thúc luyện thân tâm trao dồi giới trịnh tuệ, mà quý ngài cũng vì lòng từ bi thương tưởng đến gia đình tăng quyến, cũng như thương tưởng đến người Hương Linh, người mẹ của gia đình tăng quyến, mà chấm tích quan lâm về tại cư gia của gia đình tăng quyến để chứng minh trong buổi lễ cúng tuần trung thất cho nên. Vậy vào giờ này quý chư tôn đức đã an trú trong chánh niệm, xin phép quý ngài trong giây phút cho gia đình tăng quyến để dâng lên đôi lời tác bạch cúng dường cho tăng trưa hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng, chư đại đức tăng, hôm nay toàn thể tăng quyến chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư đức tôn, hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm Ất Mùi, ngày cúng trung thất cho mẹ con tên là Lương Thị Đoá, pháp danh Diệu Thuận. Từ trần ngày 7 tháng 4 năm Ất Mùi, hưởng thọ 72 tuổi. Kính thấy bạch trên chư đức tôn, chúng con vô cùng cảm động và không biết gieo trồng nguồn phước điền từ bao giờ, mà hôm nay chúng con quỳ trước liên đài trong làng khói hương nghi ngút
chiêm ngưỡng dung uy cao cả của đất Từ Bi và hiền thiền Chư Đức Tôn. Quý Ngài là ngọn đuốc soi đường để chúng con nương tựa, chúng con được tắm mình trong biển Phật Pháp và được sưởi ấm bằng tình thương vô ngã, vị tha và các Ngài đã ban cho chúng con. Tuy nhiên trong cuộc sống, chúng con vẫn còn ấp ủ bởi tình thương yêu kính của Ngài Hiền đã đậm đà khắc sâu vào tâm trí chúng con. Trong giờ phút thiêng liêng này, xin phép Quý Ngài cho chúng con hướng về Mẹ trong tình thân hoài niệm nhớ nhung, kính lạy Mẹ chứng giám. Phải chăng đức sinh thành đã tạo nên hình hài bằng niềm đau tột độ, đêm đêm Mẹ thấp thỏm canh thâu, nuốt dòng nước mắt buồn thương theo cánh chim bay về tận chân trời xa thẳm. Nơi con đang bươn chải xứ người, Mẹ đã từng đau lòng xót ruột khi con ngỗ nghịch ngang tàn. Mẹ vì con phải chôn mình trong tội lỗi để cho con đầy đủ với người. Nhân lực đã định, có vui thì phải có buồn, có hợp thì phải có ly, sinh là ký, tử là quy. Làm sao chúng con ngăn được dòng lệ cảm thương vì buổi sanh ly tử biệt này? Mẹ ơi, chỉ có Mẹ là người duy nhất của chúng con, một chân tình mà trong thế gian chúng con tìm đâu cho có. Chỉ có Mẹ là người ban cho chúng con những gì chúng con cần có trong cuộc đời này. Ngày nay, chúng con đã lớn khôn mới biết được thế nào là tình thương của Mẹ, thì Mẹ đã vĩnh viễn xa rời chúng con. Mẹ đã đi vào lòng đất lạnh hoang vu để cho đất cát lấp vùi, kẻ đi người ở, kẻ mất người còn, âm dương khác nẻo, với bao nỗi nhớ niềm thương chồng, chất muôn ngày khó phai. Hình ảnh thân thương ấy làm sao chúng con quên được những gì lo cho chúng con khôn lớn trong một mái ấm gia đình dưới sự đùm bọc của Mẹ cha. Thế mà cảnh vô thường đã cướp đi một người Mẹ chúng con vào một buổi chiều vô hạn. Chiều hôm ấy trời mây vàng ảm đạm, không gian buồn trong cảnh vắng thê lương. Khói hương ơi sao đau đớn đoạn trường, ngàn thu vĩnh biệt Mẹ hiền mẫu. Nhưng hỡi ơi, Mẹ đâu còn nữa để chúng con thương, chúng con nhớ, chúng con phụng dưỡng tôn thờ. Làm sao tìm được dư hương ngày cũ, dày đắp bóng Mẹ hương kính vô biên. Mất Mẹ là niềm trống trải hoang vu, là nỗi bơ vơ cô độc nhất. Kể từ đây, ngõ trước quạnh hiu, vườn sau vắng vẻ. Đây chỗ Mẹ ngồi, kia giường Mẹ ngủ, đâu đâu cũng phản phất bóng dung từ mà con trẻ bơ vơ. Mất Mẹ dù lớn cũng ngó thơ, dù cao như núi cũng mong chờ, dù giàu cũng thấy mình đau khổ, dù sống như hồn cũng ngẩn ngơ. Ngơ ngẩn buồn thương khi tưởng niệm về Mẹ, con càng thấy bùi ngùi thương tiếc. Chúng con chỉ biết nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho Mẹ chúng con được siêu sanh về cái cảnh giới an lạc. Ngưỡng mong oai thần Tam Bảo cùng nguyện lực chư tôn đức từ bi đã đoạn nạp để nguyện cầu cho hương linh thần mẫu chúng con được siêu sanh Phật quốc và hiền tiền gia quyến chúng con được tăng long phúc thọ. Với lại công đức này xin hồi hướng cụ huyền thất tổ, chúng con cùng những lục xa gần để mất được siêu sanh, người còn thì an lạc. Sau cùng chúng con kính dâng lên lời nguyện cầu toàn thể pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quang mang dễ chốn biên trường, nhờ đèn Tam Bảo soi đường chúng sanh. Mênh mông bệ khổ lên đơn, nương thiền Tam Bảo chúng sanh thoát nạn. Ngưỡng bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Vừa qua gia đình đại diện cho gia đình Tam Quyến đã dâng lên đôi lời tất bạch. Vậy trong buổi lễ được trọn phần công đức, chúng con thành tâm đi đầu bái thỉnh hòa thượng thượng tâm Hà Ngộ đề nghị chứng minh đại lao cho hòa thượng đệ nhất chứng minh ban đầu từ cho gia đình Tam Quyến. Buổi trưa hôm nay A Di Đà Phật, chúng con thành tâm đi đầu bái thỉnh. Nam mô Hiện Thọ Đạo Tràng. Ta bà giáo chủ điều nguyện bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật tác đại chứng minh.
Nam mô Phổ Thiên Ứng Cúng Đệ Nhất Ra Hấn Tăng Đầu Lư Thở Ra Rò Xà Tôn Giả Phát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh. Ngưỡng Bái Bạch Trên Hòa Thượng Chứng Minh. Chư Tôn Hiền Đức Chứng Minh. Kính bạch Thượng Đại Đức Trụ Trì Chùa Vạn Thọ cùng toàn thể nam nữ Phật tử trợ niệm bữa vì siêu chung thất trai tình hôm nay. Kính thưa toàn thể tử tôn nội ngoại của Hương Linh, bà Lương Thị Đó, để đại lao cho chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng, tôi có đôi lời gửi đến quý vị sau đây. Kính thưa quý vị, trong kinh Thi Ca Gia có dạy: thời kỳ Đức Phật, ngài A Nan có hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng con và chúng sanh sanh nhầm đời, không gặp Phật, không gặp Pháp, không gặp Tăng, thì chúng con lấy chi để nương tựa tinh thần? Ngài Đức Phật có dạy nào rằng: này A Nan, nếu chúng sanh sanh nhầm thời, không gặp Phật, Pháp, Thánh Thần, thì lấy cha mẹ là chỗ nương thân. Chính Đức Phật mà còn như thế thì huống chi chúng ta bậc phàm nhân. Đức Phật có nói câu này: ta thành Phật đây bởi nhờ cha mẹ. Nếu không có cha mẹ, ta không có thân này. Vì vậy mà hôm nay quý vị còn một người cha, đó là một vị Phật. Mà người cha này luôn luôn nghĩ đến người mẹ của quý vị. Hôm nay toàn thể chư tăng chúng tôi thấy ông cụ bận vào một bộ đồ tang, mà chúng ta không có ai là một người chồng bận bộ đồ tang hết. Chỉ có thân tâm, nhưng mà ông cụ khởi tâm. Bởi vì lúc sống, ông cụ là một người kính thị, khi mất rồi là một ơn nghĩa ở đời, đó là tấm gương để cho hàng con cháu nhìn vào, để mai sau dạy bảo con cháu noi gương theo đó mà làm. Vì vậy tôi xin gọi đến cụ ông có điều. Xưa kia cụ có thệ nguyện với cụ bà: trăm năm đường đời ta khởi bước chân đi, đôi vai quần thẳng nuôi đàn con trẻ, trăm tuổi ai đi ta ở lại đời, chăm lo con trẻ nên người hổ gia. Vì vậy hôm nay cụ bà đã ra đi, để lại cho cụ một gia tài. Gia tài đó không phải là tiền, bạc, vàng, dòng hay cái gì cả. Gia tài đó là một đàn con, một đàn cháu mà cụ thừa hưởng gia tài đó. Để làm gì mà gia tài này chú thừa hưởng? Đó là một dòng tộc mà cụ phải bảo quản theo ý nguyện bước đầu của cụ. Dòng tộc này phải dạy con cháu ăn học nên người hữu dụng, rạng danh cho gia tộc được chinh giang tiên tổ. Đó là một gia tài và cũng là một gánh nặng cho cụ. Vậy đàn con cháu hôm nay phải noi gương một vị Phật sống còn lại, đó là cha mình. Trên anh em, dưới vợ con,
trà cháu cháu. Chúng ta phải học quần, thương yêu, lẫn nhau, đùm bọc lấy nhau, chị ngã em nâng. Không vì tiền tài Phật chất mà chia rẽ tình anh em. Đó là một điều chí nhất của cụ bà đã ao ước. Đó là một điều chí nhất của cụ ông hiện tại. Vậy đàn con bây giờ đã noi gương Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Quý vị sấm sanh, tịnh tài, tịnh vật, phụng thỉnh chư tôn đức tăng cũng như toàn thể nam nữ Phật tử trời miền, vì siêu cho người mẹ, mẫu thân của quý vị. Thì trước tiên quý vị phải làm sao mà quý vị noi gương theo Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên cứu mẹ không thể được mà chưa có biết là phụ Phật thỉnh tăng để lập thành công đức. Như vậy Ngài Mục Kiền Liên trước khi về để lập thành công đức này có dặn mẹ mình: mẹ ơi, niệm Phật độ mình. Như vậy trước khi bây giờ người cha mình còn sống, mình hãy khuyên cha ăn chay niệm Phật. Mình cũng phải như thế. Để chi? Quan gia nghiệp chướng của người cha, quan gia của nghiệp chướng của vong linh người mẹ được xóa bỏ mọi quan trái, mọi quan khiên túc chướng mà người cha và mẹ mình đã từ kiếp trước cho tới kiếp này vì mình mà lập nên quan gia ấy. Nhờ niệm Phật ấy nên Đức A Di Đà có dạy có thời trong 48 thời nguyện rằng: thời rằng ai phát lòng lành, nước ta báo vật để dành các ngươi, thiện nam tín nữ mọi người, chí thành tượng Phật niệm 10 tiếng ra, ta không rước ở nước ta, thời không làm Phật chắc là không sai. Quý vị cứ tin tưởng một niềm tin vô biên, một ánh sáng vô lượng, thì niềm tin của quý vị được đạt thành hỷ nguyện. Còn hôm nay ta không có một niềm tin ấy, thì nghe cái sự cúng dường không có niềm tin. Vì vậy mà quý vị nhất tâm, anh em, trước tiên là người chồng, thiên nhũ, toàn thể con cháu, dâu con, rể, nội ngoại, dưới một niềm tin vô thượng, thiết lập đàn tiền, phụng cúng trai tăng, mà chư tăng chúng tôi trong mùa an cư kiết hạ là một mùa mà mười phương chư Phật cấm túc, toàn thể chư tăng không được xuất khỏi nơi trụ xứ. Nhưng với một tấm lòng vô thượng, với một cửa mở của mười phương chư Phật mà chư tăng khai phá chánh tích quan lâm đến nơi cư gia quý vị, trước là bỏ một niềm tin, đem một lòng từ vì phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Vì thế mà chư tăng chúng tôi thay với quý vị một niềm tin vô thượng, một người chồng chung thủy, giờ đây với một tấm lòng dư nghĩa vô biên của một người cha và đàn con đều nhất tâm quỳ trước Đức A Di Đà với sự chú nguyện nhất cứu nhất lệ của chư tôn đức và một niềm quan hệ của mười phương chư Phật. Ba điều này góp lại là một điều vô biên, là một ánh sáng vô tận, là một lòng từ vô lượng. Ngưỡng mong trên Đức A Di Đà, Ngài U Minh giáo chủ địa tạng từ tôn khai phá một môn tiếp độ hương linh của bà Lương Thị Đó quy pháp danh Diệu Thuận, nguyên sinh giáp thân niên hưởng thọ thất thập nhị tế chí ơn.
ất mùi niên tứ hoạt sơ thất dực được tấm ánh hào quang của mười phương chư Phật mà gọi rửa tất cả quan gia nghiệp chướng nghiệp báo quan thiên trong kiếp quá khứ và kiếp hiện tại phải đều tiêu sạch mà nhẹ bước phiêu diêu về miền Phật quốc. Sau là cầu nguyện Phổ Đà Sơn hiện thánh chuyên thân cầm thinh cứu khổ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát hộ trì gia hộ cho cụ Dương Đình Ban phước lộc an khang, cùng toàn thể tử tôn nội ngoại trưởng nam Dương Đình Hòa, đức tôn Dương Đình Tri, thứ nam Dương Đình Khánh, thứ nam Dương Đình Thuận, trưởng nữ Dương Thị Kim Loan, thứ nữ Dương Thị Kim Minh, dâu trưởng thứ nữ Dương Thị Kim Nguyệt, dâu trưởng Lê Thị Kim Loan, dâu thứ Quỳnh Thị Hoa, dâu thứ Ngô Thị Nguyệt, nghĩa tế Võ Thành Sơn, Võ Hồng Phước nguyện thắng lời cùng con cháu nội ngoại được thân an bảo mạng, tai qua nạn khỏi Phật bệnh tiêu trừ, vạn sự được ký tường như ý, gia đình thân thuộc gia đình được xuân lai ký khánh, hà bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bá phước. Và cũng là kỳ siêu cho cụ quyền thất tổ nội ngoại lịch đại gia tiên, thúc bá đời quân cô dì kỷ muội, người quá giảng được siêu sanh miền Phật quốc, người hiện tiền được phước thọ tăng long. Vậy giờ này quý vị lại Phật lại tổ chứng minh cho, sau đây cung thịnh trên hòa thượng chứng minh, cũng như chư tôn thiền đức cùng toàn thể nam nữ Phật tử cùng tôi niệm Phật trợ duyên của trai tăng hôm nay. Nam mô đã hứa cả và làm thọ cho rồi và còn ban bố cho gia đình chúng con những đôi dòng pháp nhụ, chúng con thành tâm xin cúng dường quý ngài tam bái nhất tâm đảnh lễ chư tôn thượng tọa đạo tràng tánh gia tam ni ai di đà phật. Chúng con thành tâm mà cung thỉnh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dương thị kim minh, dương thị kim nguyệt lê, thị kim loan, quỳnh thị hoa, ngô thị nguyệt, võ thành sơn, võ hồng phước, nguyện thắng lợi, hiệp toàn gia đình, tán gia hiếu, chủ nam nữ, đại tiểu đẳng tử, tôn hôn tế mạng, dĩ bình an thân, tâm thường lạc tội, diệt phúc sanh, quá giải tai ấp quan gia, trái chủ nghiệp chướng, báo chướng tặng tiêu trừ, nguyện thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thiên Bát Bộ, chư vị lịch đại tổ sư, chư vị thiện thần, phóng đại hào quang độ hộ toàn gia đình, tán gia hiếu, chủ sở cầu như nguyện, sở cầu như ý, tỳ tâm mãn nguyện linh, đảng đảng chư thiên linh cũ quyền, thất tổ tùng viên tùng sự lai đáo Phật, tìm nghe kinh thính pháp. A Di Đà Phật, xin quý chư tôn đức trong giây phút cho gia đình để có lực cảm tạ A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, phụ trai tăng của gia đình chúng tôi vào giờ này thập phần quý mãn. Gia đình Tăng Quyến chúng con xin phép quý ngài có đôi lời cảm tạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, từ khi người mẹ chúng con viễn mãn khỏi đời, gia đình Tăng Quyến chúng con đầy đủ duyên lành nhờ đức hồng phước của đại đức Thích Thiện Hưng và đạo tràng Phật tử chùa Vạn Thọ đã lo cho người mẹ chúng con trong mấy ngày tang lễ tụng kinh hàng thất để cầu siêu cho mẹ chúng con. Hôm nay là tuần trung thất 49 ngày cho mẹ chúng con. Gia đình Tăng Quyến chúng con tri ân chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tân và tri ân tấm lòng của thầy Thích Thiện Hưng chùa Vạn Thọ. Gia đình Tăng Quyến chúng con không biết gì hơn, chỉ cầu nguyện hồng ân tam bảo, kính từ gia hộ, quý chư tôn đức, pháp thể, kinh năng, chúng sinh bị độ. Và gia đình Tăng Quyến chúng con tri ân tấm lòng của quý Phật tử đạo tràng chùa Vạn Thọ, cũng như quý Phật tử tình làng nghĩa xóm, cũng vì tình bạn đạo mà quý đích thời gian hàng thất đến tại tư gia để góp phần cầu nguyện cho mẹ chúng con. Chúng con không biết gì hơn, cũng cầu cho gia đình Phật tử thân tâm được an lạc, hậu trừ tam bảo. Và gia đình chúng con xin cúng dường chư tôn đức tam bảo. Nhất tâm đàn lễ chư tôn thượng tọa đạo tràng tăng và tam hệ bái nguyện đến công đức làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng phải hiểu.
công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhớ nguồn làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn.